Theo lời kể của một giáo viên trường tiểu học Bình Chánh, ngày 28 tháng 2, bốn phụ huynh đã tới trường phản đối việc cô giáo Beten bắt học sinh lớp 4 quỳ gối tập thể vì không làm bài, không thuộc bài và nói chuyện trong giờ học. Khi biết mình sai, cô giáo Beten và hiệu trưởng cùng xin lỗi các phụ huynh có mặt và cho rằng việc phạt các em quỳ là chưa phù hợp. Lúc này, một phụ huynh tên Thuận phản đối gay gắt và bắt cô giáo N phải quỳ gối xin lỗi khoảng 40 phút. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, phụ huynh Thuận khẳng định không ép cô N quỳ gối xin lỗi mà do cô tự nguyện. Thực hư câu chuyện này như thế nào đến nay vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tại đây đều không đồng tình với việc bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi. Cái mức mà quỳ gối này, cái mức này là nó không có nặng. Nó không có nặng so với hồi ngày xưa là bắt cúi đánh hay gì này kia nọ, hay là nói chung là thay chi nếu cô giáo quýnh đầu đụng đâu quýnh đó, hay là quýnh mạnh vào những cái chỗ mà nó không có đúng chỗ đó, thì phụ huynh mình trách. Còn cái vấn đề bắt quỳ gối thì tôi cứ nghĩ là vấn đề tốt cho con cháu thôi, chứ không có vấn đề mà phụ huynh làm gì là thật là quá đáng. Con mình nó phạm phổ ly thì cứ việc phạt nó chứ có gì đâu. Cái đó là nếu mà cái người phụ huynh đó mà làm như vậy là người phụ huynh đó là sai rồi. Họ cũng muốn con mình tốt thôi. Có thể nói đây là một sự việc đáng tiếc đối với những người làm trong ngành giáo dục. Sau khi lan truyền sự việc này, nhiều giáo viên cũng đã lên tiếng và bộc lộ sự xót xa cho cô giáo BTN. Chúng ta cũng thấy rằng khi có sự cố xảy ra với nhà giáo thì cả một xã hội nhìn thấy đó là một sự đau lòng. Nhìn thấy đau lòng ở phía xã hội mà cũng nhìn thấy cái sự đau lòng ở phía giáo viên. Do đó tôi cũng nghĩ rằng là số đó là số ít chứ không nhiều. Nhưng bản thân tôi làm công tác quản lý thì tôi cũng lên án việc đó. Tôi cũng gửi một thông điệp rất lớn, tại vì tôi cũng là phụ huynh. Thì phụ huynh chúng ta hãy bình tĩnh. Vì suy cho cùng, thương thì cho roi cho giọt. Thầy cô có la lớn, có lớn tiếng hay có một cái lỡ tai như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải bình tĩnh. Và cũng phải nói rằng không có phải là học sinh nào cũng ngoan. Cũng có những học sinh cá biệt mà làm cho những thầy cô nhiều khi thiếu cái kinh nghiệm, người ta bộc phát, thì đôi lúc phụ huynh chúng ta phải bình tĩnh. Còn cái việc mà phụ huynh đến lớp quay trở lại rồi bắt cô giáo quỳ, đó là một cái điều mà tôi cảm thấy bản thân tôi là người giáo viên, cho dù chúng tôi có sai tới mức độ nào đi nữa, thì cái việc đó là một cái việc làm tổn thương rất là lớn. Nó là một cái sự sỉ nhục rất là cao. Cái điều đó nó làm chúng tôi là chùn bước. Chúng tôi không có mạnh dạn để mà giáo dục các em nữa. Tuy nhiên, để xảy ra vụ việc này, nhiều người cho rằng trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về ban giám hiệu nhà trường. Họ đã không quản lý được chất lượng giáo dục, không giúp giáo viên biết cách làm trẻ yêu thích việc học và không dám chịu trách nhiệm của một lãnh đạo để giáo viên một mình giải quyết xung đột. Quỳ trong bao nhiêu lâu? Nhà trường trong trường hợp này nên có một cái hội đồng và có một cái chúng ta gọi là một lực lượng trợ giúp xã hội, và chúng ta nên có những cái buổi gặp mặt giữa phụ huynh với lại giáo viên và giữa các giáo viên với nhau để có những sự trao đổi, phối hợp với nhau trong giúp đỡ con em. Chúng ta cùng nhau để giáo dục con em, chứ không phải là con em sai chúng ta trừng trị giáo viên, hoặc ngược lại là học sinh sai thì cô giáo trừng trị học sinh. Cái việc mà chúng ta làm thế nào để phát triển một cái nhân cách tốt đẹp, một cái đạo đức nó đúng mực thì là cần thiết nhất, chứ không phải là cái việc mà chúng ta trừng trị để rồi chúng ta kẻ thắng người thua. Khi xã hội ngày càng hiện đại, quan niệm dạy dỗ bằng đòn roi đã không còn phù hợp. Không ít giáo viên đã có hành vi đánh hoặc đưa ra hình phạt quá nặng với học sinh đã bị xã hội lên án. Thế nhưng, việc những người phụ huynh khiến cô giáo Beten phải quỳ gối có thể coi là cách hành xử theo kiểu hơn thua, chợ búa và hoàn toàn không nên xảy ra trong môi trường học đường. Họ đang xem thầy cô như một kẻ bán chữ, chứ không phải người sẽ giúp con họ trưởng thành về cả trí tuệ lẫn nhân cách. Và những đứa trẻ khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này sẽ học được gì?